Sáng nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Theo đó, cuộc họp xem xét cho ý kiến về hai nội dung: về xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình số 37 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Ban hành kế hoạch, triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% cán bộ công chức viên chức các cấp đạt trình độ chuẩn chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm, trong đó tối thiểu 50% cán bộ công chức cấp huyện trở lên, 15% viên chức có trình độ chuyên môn trên chuẩn theo vị trí việc làm, 100% cán bộ công chức viên chức đáp ứng tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trước khi bổ nhiệm chức vụ. Về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tính đến hết năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 68%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt gần 30%. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 đưa tỉnh Hưng Yên thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao của cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đồng ý về chủ trương ban hành các kế hoạch, yêu cầu Sở Nội vụ và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở ngành địa phương tại cuộc họp. Đặc biệt, việc đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phải sát với tình hình thực tế, tính khả thi cao. Riêng với kế hoạch đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Việc đào tạo lao động phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tập trung vào các nghề trọng điểm, nghề mũi nhọn. Sở Lao động sẽ làm việc với các khu cụm công nghiệp theo nhu cầu đào tạo doanh nghiệp, và tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí để là Sở Lao động thuê các trường có chuyên môn nghiệp vụ để đào tạo nghề. Đối tượng là người nghiện, hãy ghi rõ là cung cấp lao động cho các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó thì cần kinh phí bao nhiêu đào tạo nghề này, thì doanh nghiệp cần cái này anh tập trung vào, anh thông báo thì anh nằm với các trường anh có thể thuê. Đấy là các trường đào tạo đấy hỗ trợ, là đào tạo tỉnh hỗ trợ cái này tiền để anh hỗ trợ cần này lao động, là cho cung cấp cho doanh nghiệp nào cụ thể, sau đó Sở Lao động thuê trường để trường dạy cái đó, sau đó cung cấp ngược lại lực lượng lao động cho các doanh nghiệp.